Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023. Các ý kiến thống nhất khẳng định trong tháng 5, chất lượng tham mưu chỉ đạo của Tổng cục Chính trị trên các mặt công tác tiếp tục được nâng cao. Toàn quân tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, trọng tâm là ba tiếng nổ, đảm bảo an toàn, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tổng cục Chính trị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn kinh nghiệm công tác, tham gia làm công tác tuyên truyền đặc biệt. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, trong đó tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo toàn quân, tổ chức chặt chẽ nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt học tập nghị quyết trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm tra đánh giá thực trạng và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội nhất là các đơn vị đóng quân trên biên giới biển đảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc thù